Tiến sĩ Dương Quý Sĩ, tiến sĩ Lê Khắc Bảo, và kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì sau đây em xin phép được trình bày một cái chủ đề, đó là chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân nội trú. Thì bài trình bày của em gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào để xem rằng là cái tỷ lệ mà hội chứng ngừng thở khi ngủ không được chẩn đoán là bao nhiêu và mang lại mà có thể gây nên những cái hậu quả gì. Và thứ hai đó là chúng ta có thể tìm những cái bệnh nhân mà bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở đâu. Và thứ ba đó là cái việc chẩn đoán ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân nội trú chúng ta sẽ làm như thế nào và việc này sẽ mang lại những cái lợi ích gì. Thì đây là một cái số liệu thống kê của Hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ năm 2016. Chúng ta thấy rằng là với cái con số ước tính là khoảng 12% dân số của Hoa Kỳ là bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là có đến 80% các bệnh nhân là không được chẩn đoán và 20% bệnh nhân được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và 85% trong số đó là được điều trị bằng CPAP. Vậy thì đâu là những cái rào cản mà có thể dẫn đến việc là chúng ta làm chậm trễ cái chẩn đoán của hội chứng ngừng thở khi ngủ? Đầu tiên là chúng ta thấy rằng một cái rào cản rất là lớn đó là nhận thức của cộng đồng. Bởi vì đôi khi chúng ta thấy rằng là có những bệnh nhân đến mà chúng ta nghi ngờ tới hội chứng ngừng thở khi ngủ và chúng ta tư vấn bệnh nhân đo đa ký giấc ngủ hoặc là đo đa ký hô hấp. Nhưng mà bệnh nhân lại nói rằng là tôi tưởng là ngủ ngáy là khỏe và càng ngáy to thì càng khỏe. Như vậy là cái ý thức của cộng đồng, cái nhận thức của cộng đồng về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Và cái rào cản thứ hai ở đây đó là chúng ta sẽ phải giáo dục cho những cái nhân viên y tế chăm sóc ban đầu, tức là những cái người thầy thuốc mà bệnh nhân tiếp xúc lần đầu tiên, trong đó có những cái bác sĩ là ở chuyên khoa khác hoặc là các bác sĩ ở tuyến cơ sở, vì đó sẽ là những cái nhân lực hết sức quan trọng giúp cho chúng ta có thể sàng lọc được những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Cái rào cản thứ ba đó là cái chi phí về chẩn đoán và điều trị. Và theo thống kê ở đây thì tại ở Hoa Kỳ cái chi phí mà dành cho cái việc là chẩn đoán cho bệnh nhân và sau đó bệnh nhân điều trị bằng thở máy hoặc là điều trị bằng phẫu thuật thì cái chi phí trung bình sẽ rơi vào là 2.105 đô la cho một bệnh nhân. Và tương tự như vậy ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng là cái chi phí để đo đa ký cũng như là chi phí để bệnh nhân có thể mua được một cái thiết bị thông khí áp lực dương thì cũng tương đối cao so với cả cái mức thu nhập bình quân của người dân. Và một trong những cái rào cản thứ tư đó là cái việc quản lý và theo dõi bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó vẫn chưa được coi là một bệnh mãn tính. Do vậy mà cái mô hình mà quản lý thì cũng rất là quan trọng mà chúng ta sẽ được nghe ở trong bài trình bày thứ ba của tiến sĩ Bảo. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng rõ ràng những cái bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ không được chẩn đoán thì nó sẽ gây ra cái gánh nặng về chi phí rất là lớn. Chúng ta thấy rằng là với những bệnh nhân mà không được chẩn đoán thì chúng ta sẽ có những cái chi phí cho các cái bệnh đồng mắc và chi phí cho các cái ảnh hưởng về sức khỏe, về tinh thần và nó rơi vào là 30 tỷ đô một năm. Và ngoài ra thì còn có các cái chi phí do tai nạn giao thông, do tai nạn lao động rồi là các cái mất năng suất lao động và người ta tính ra và người ta tính tổng và người ta chia trung bình. Người ta thấy rằng là một bệnh nhân mà không được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chi phí sẽ rơi vào là khoảng hơn 6.000 đô la cho một bệnh nhân. Trong khi đó ở bên này, nếu như mà những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái chi phí trung bình chỉ rơi vào khoảng là hơn 2.000 đô cho một bệnh nhân. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái chi phí cho cái những cái bệnh nhân mà không được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là rất là lớn. Thế thì chúng ta có thể tìm thấy những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này ở đâu? Chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó gây rất là nhiều các cái biến chứng. Có thể biến chứng trên tim mạch, ví dụ bệnh nhân suy tim, bệnh nhân nhồi máu cơ tim, bệnh nhân rối loạn nhịp tim, hoặc là các cái biến chứng trên thần kinh, ví dụ như là đột quỵ, hoặc là các biến chứng về rối loạn chuyển hóa, ví dụ như đái tháo đường. Do vậy chúng ta có thể gặp những cái bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ ở tất cả mọi chuyên khoa, bao gồm có tim mạch, nội tiết, đột quỵ, tai mũi họng, hô hấp, lão khoa, ung bướu hay là tâm thần, và kể cả những cái chuyên khoa ngoại. Có những bệnh nhân là trước khi phẫu thuật thì bác sĩ gây mê khám nhận thấy là bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ và người ta giới thiệu đến trung tâm hô hấp để phát được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. Câu hỏi tiếp theo là ai sẽ là người chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này cho bệnh nhân? Thì theo cái số liệu thống kê năm 2016 thì tại Mỹ thì hầu hết là các chuyên gia về y học giấc ngủ, 64% sẽ là những cái người mà chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. Nhưng tại Việt Nam của chúng ta hiện nay thì các cái chuyên gia về hội chứng ngừng thở khi ngủ vẫn đang nằm ở rải rác tại các khoa và những cái bác sĩ hô hấp tiếp theo là chiếm tỷ lệ là 21%, các bác sĩ nội khoa chung là 10%, trong khi đó tim mạch và tai mũi họng thì chiếm tỷ lệ là dưới 3% và thần kinh là 3%. Một câu hỏi tiếp theo chúng ta đặt ra là vậy thì thời gian bao nhiêu lâu kể từ khi chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân này mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ đến cái thời điểm mà bệnh nhân được chẩn đoán và theo dõi hội chứng ngừng thở khi ngủ? Thì ngay tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là chỉ có 14% bệnh nhân được chẩn đoán ngay lập tức và
39% là bệnh nhân được chẩn đoán trong vòng 1 tháng, 17% là trong vòng 2 tháng, 10% là trong vòng 3 tháng và có tới 20% là 4 tháng sau đó thì bệnh nhân mới được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. Thế thì chúng ta sẽ đi qua các chuyên khoa để chúng ta xem rằng là cái tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ này là như thế nào. Thì với cái khoa nội tiết đái tháo đường thì chúng ta thấy rằng là một cái nghiên cứu của một tác giả Hàn Quốc năm 2022 thì chúng ta thấy rằng là ở cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở nhóm bệnh nhân tiền đái tháo đường là rơi vào khoảng 20% và ở những cái nhóm bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là đái tháo đường rồi thì rơi với tỷ lệ là 40%, cao hơn rất nhiều so với cả cái nhóm chứng. Và tương tự như vậy, cái chỉ số HbA1c cao trên 6.7 thì chúng ta có cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là gần 45%. Tiếp theo đó là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh lý tim mạch. Thì chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy, nó gây ra các cái giảm độ bão hòa oxy máu ngắt quãng. Nó gây ra các cái vi thức và thay đổi cái áp suất ở trong khoang lồng ngực. Và những cái điều này nó sẽ dẫn đến là kích hoạt cái hệ giao cảm, nó làm rối loạn chức năng nội mô, làm tăng đông, làm gây ra cái tình trạng stress oxy hóa và nó sẽ dẫn đến là cái tình trạng suy tim, tăng huyết áp hệ thống, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và thậm chí là đột tử ở trong đêm. Và như vậy thì các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà người ta gom các cái bệnh nhân tim mạch lại thì người ta xem rằng là tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà mắc mà bệnh mà mạch vành ấy thì cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là 30%. Những cái bệnh nhân mà rung nhĩ hoặc là những bệnh nhân suy tim thì tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ là lên tới 50%. Và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị thì rơi vào tỷ lệ là 80%. Cách đây khoảng 6 năm thì Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng được tiếp nhận một cái trường hợp một bệnh nhân rất là trẻ, sinh năm 1990 và được các bác sĩ tim mạch gửi sang vì một cái tăng huyết áp là kháng trị. Bệnh nhân vừa dùng amlodipine, bệnh nhân vừa dùng ức chế thụ thể, vừa dùng lợi tiểu. Nhưng mà mặc dù một bệnh nhân rất là trẻ, mặc dù đã được tầm soát các cái nguyên nhân khác của tăng huyết áp rồi, nhưng huyết áp của bệnh nhân vẫn luôn trung bình là 150. Và khi đó thì các bác sĩ tim mạch nghi ngờ là bệnh nhân có ngủ ngáy thì mới gửi sang các bác sĩ hô hấp để có thể chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và cái bạn trẻ đó thì cái chỉ số AHI của bạn ấy là 101,2 trên giờ với cái độ bão hòa oxy máu thấp nhất là 50%. Và bệnh nhân đó thì đã được là điều trị bằng thở máy ô tô CPAP. Và sau 6 tháng thì cái bệnh nhân đó thì đã giảm được cái thuốc huyết áp xuống là chỉ còn dùng một loại thuốc là ức chế men chuyển thôi, ức chế thụ thể thôi. Thế thì đó là cũng là một cái trường hợp mà chúng tôi cũng rất là nhớ bởi vì là bệnh nhân đấy là bệnh nhân rất là trẻ. Tiếp theo đó là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và đột quỵ. Thì đây là một cái phân tích tổng hợp meta-analysis trên 75 nghiên cứu và gần 8.700 bệnh nhân đột quỵ. Thì người ta thấy rằng là ở tất cả các thể đột quỵ, cả đột quỵ nhồi máu hay là đột quỵ xuất huyết hay là người ta chia ra thành các pha là pha cấp, pha bán cấp hay là pha mạn tính và người ta chia các cái mức độ nặng nhẹ rồi là các cái vị trí của đột quỵ thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó vẫn rơi vào loanh quanh cái con số là khoảng là 60%. Và trong cái phân tích này thì chúng ta cũng thấy rằng là dù chúng ta sử dụng PSG tip 1, tip 2 hay tip 3 thì cũng có cái tỷ lệ chẩn đoán được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là từ 65 đến 68%. Như vậy là với những cái bệnh nhân như thế này thì chúng ta sử dụng PSG tip 1 hay là thậm chí là PSG tip 3 thì cũng rất là tốt trong cái vấn đề là sàng lọc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ cho bệnh nhân. Tiếp theo đó là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh thận mạng. Thì chúng ta thấy rằng là hai cái bệnh này thì có một cái mối liên hệ hai chiều với nhau. Và ở những cái bệnh nhân bệnh thận mạng, chúng ta có cái tăng gánh thể tích, chúng ta có sự chuyển dịch dịch thể, rồi chúng ta có cái sự nhiễm độc của ure ở trong máu, dẫn đến là các cái bệnh cơ, yếu cơ do cái ure trong máu cao, và dẫn đến là có cái xẹp của đường hô hấp trên, và nó sẽ gây ra cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và ngừng thở khi ngủ trung ương. Và một cái phân tích tổng hợp ở đây được thực hiện năm 2021 trên 16 nghiên cứu và trên hơn 340.000 bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mắc ước tính ở những cái bệnh nhân suy thận hoặc là suy thận giai đoạn cuối thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là rơi vào một con số rất là cao là 47,5% với OR là 1,96. Trong 12 cái nghiên cứu khác là người ta gom tất cả những cái bệnh nhân mà có bệnh thận mạng hoặc là có suy thận giai đoạn cuối thì người ta thấy rằng là gom những cái bệnh nhân mà hội chứng ngừng thở khi ngủ và người ta theo dõi thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trên nhóm mà bệnh nhân có cái những cái bệnh nhân mà bị cái mắc suy thận mạn ở trên nhóm bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ là 8,2% với cái OR là 2,08.
Ở khoa ngoại thì chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà trước phẫu thuật ấy thì cũng có rất là nhiều các bệnh nhân mà chưa được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, và người ta ước tính rằng là có tỷ lệ là 7% các cái bệnh nhân là trước phẫu thuật và có tới trên 50% các bệnh nhân là có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ có chỉ định phẫu thuật, nhưng tại cái thời điểm mà bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật thì bệnh nhân vẫn chưa được chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là OSA nó làm tăng các cái biến chứng sau mổ. Ở đây thì nghiên cứu năm 2011 người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà làm các cái phẫu thuật về chỉnh hình thì sẽ làm tăng cái nguy cơ viêm phổi HIT, tăng nguy cơ ARDS, tăng cái nguy cơ là thuyên tắc phổi và tăng nguy cơ đặt ống, tương tự như vậy với cả các phẫu thuật khác. Tiếp theo cũng là một cái phân tích tổng hợp ở năm 2012 thì chúng ta thấy rằng là có cái sự liên quan giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và các cái outcome sau phẫu thuật. Thì với những cái bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ, người ta thấy rằng là tăng các cái biến cố về tim mạch, tăng cái tỷ lệ suy hô hấp, tăng cái tỷ lệ đặt ống, giảm oxy bão hòa oxy máu sau khi mổ và cũng làm tăng cái tỷ lệ mà bệnh nhân sau mổ phải chuyển ICU. Tiếp theo đó là các cái bệnh lý hô hấp thì chúng ta thấy rằng là ở những cái bệnh lý hô hấp thì có ba cái bệnh mà chúng ta cũng hay gặp, đó là COPD, HEN và LAD. Thì nếu như mà bệnh nhân có kết hợp với cả OSA thì chúng ta sẽ có hội chứng là overlap. Và cái tỷ lệ của hội chứng COPD overlap giữa COPD và OSA là rơi vào khoảng 2,9 đến 65,9% tùy theo các cái nghiên cứu. Và tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi cũng đã tiến hành làm nghiên cứu và thấy rằng là cái tỷ lệ mắc overlap giữa COPD và OSA với cái chỉ số AHI lớn hơn bằng 5 là 66,6% vào năm 2015. Và với những cái bệnh nhân overlap giữa OSA và HEN thì tỷ lệ là rơi vào 8 đến 52,6% trong các nghiên cứu mà dựa trên bảng câu hỏi. Còn nếu chúng ta đã sử dụng PG hoặc là PSG để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái con số này cao hơn là 19,2 đến 60%. Và ở đây thì cũng có cái overlap giữa OSA và bệnh lý phổi kẽ mà người ta thấy rằng là các cái nghiên cứu là với những cái bệnh nhân mà IPF thì cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là 50 đến 90%, còn với những cái bệnh nhân mà CTD ILD thì tỷ lệ này là 44 đến 83%. Ở chuyên khoa lão khoa thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, bởi vì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó tăng theo tuổi. Ở trước tuổi mãn kinh thì có thể là nam giới có tỷ lệ là nhiều hơn, nhưng sau cái tuổi mãn kinh thì cái tỷ lệ này là cân bằng giữa nam và nữ. Và ở những cái đối tượng người cao tuổi bị ngưng thở thì chúng ta lưu ý là những cái bệnh nhân này thì thường là cái chỉ số Epworth là không cao. Tuy nhiên là những cái bệnh nhân mà lớn tuổi mà được điều trị CPAP thì chúng ta sẽ phải chú ý đến các cái bệnh lý tim mạch. Những bệnh nhân này ít béo phì hơn và lại nhưng mà lại có cái thời gian tuân thủ điều trị lại lâu hơn so với những người trẻ. Một đặc điểm nữa đó là chúng ta thấy được cái mối liên quan giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và ung thư. Thế thì đây là một cái nghiên cứu được thực hiện năm 2014 trên một số lượng bệnh nhân rất là lớn, trên 10.000 bệnh nhân và trải qua nghiên cứu về giấc ngủ. Thì người ta sẽ theo dõi dọc những cái đối tượng nghiên cứu này và thấy rằng là 6,5 trong số những cái bệnh nhân không bị ung thư lúc ban đầu thì xuất hiện ung thư sau đó. Và trong cái thời gian theo dõi là 60 tháng thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mắc ung thư tích lũy là 4,9%. Cao hơn rất nhiều so với cả cái nhóm bệnh nhân có AHI thấp, tức là những cái bệnh nhân mà có AHI cao thì chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mắc ung thư là có thể cao hơn. Và sau thời gian theo dõi là 120 tháng thì cái tỷ lệ mắc ung thư ở nhóm mà AHI trên 30 là 10,2%, cao hơn so với nhóm AHI dưới 30 là 6,9%. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là OSA nó gây phân mảnh giấc ngủ, nó làm giảm độ bão hòa oxy máu ngắt quãng và nó tác động đến cái đáp ứng miễn dịch, nó làm tăng các cái stress oxy hóa và nó làm tổn hại các cái ADN và đó là các cái yếu tố nguy cơ để làm phát sinh ra các cái bệnh lý về ung thư. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy được cái mối liên quan giữa OSA và các cái bệnh lý tâm thần kinh. Và ở trong các nghiên cứu thì người ta cũng đã chứng minh được rằng là những cái bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái tỷ lệ rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay thậm chí là động kinh rồi là các cái stress sau các cái chấn thương thì cũng cao hơn so với những cái nhóm bệnh nhân mà không có hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thế thì một câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là chúng ta sẽ sàng lọc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này ở bệnh nhân nội trú như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ có bộ câu hỏi. Chúng ta có bộ câu hỏi Berlin, chúng ta có bộ câu hỏi Epworth và bộ câu hỏi Stopbank. Vậy thì theo quý thầy cô và các anh chị thì chúng ta sẽ sử dụng bộ câu hỏi nào ạ? Bởi vì bộ câu hỏi Berlin thì nó tương đối là dài. Bộ câu hỏi Epworth thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ hơi khó đánh giá một chút ở những cái bệnh nhân nội trú. Bởi vì bệnh nhân nội trú của chúng ta là có thể là sẽ nhập viện vì các bệnh khác. Rồi có những bệnh nhân là nằm điều trị tại bệnh viện thì ảnh hưởng đến cái vấn đề là buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân, có thể là ban đêm người ta không ngủ được, ban ngày người ta lại ngủ bù. Chính vì vậy cho nên là các cái nghiên cứu người ta chứng minh rằng là cái bảng điểm Stopbank nó tương đối là đơn giản
và hiệu quả trong cái việc mà sàng lọc OSA ở bệnh nhân nội trú, và với cái độ nhạy là 0,93 và độ đặc hiệu là 0,36, và cái xác suất chẩn đoán đúng của cái bảng điểm Stopbank là 53%. Tiếp theo là cái độ đo độ bão hòa oxy máu qua đêm, thì cái phương án này thì không được khuyến nghị, nhưng mà cũng rất thú vị là chúng tôi cũng phát hiện được cũng tương đối nhiều các cái trường hợp mà thông qua cái việc là đo độ bão hòa oxy máu qua đêm này. Cụ thể là trong cái thời gian mà dịch COVID ấy, thì những cái bệnh nhân mà bị mắc COVID hoặc là người nhà người ta mua các cái SpO2 nhỏ nhỏ cầm tay ấy, thì người ta về người ta đo và người ta phát hiện ra một cái hiện tượng rất là hay, đó là tại sao mang một bệnh nhân mà đưa chồng đến khám và nói với cả các bác sĩ rằng là ông ấy bị COVID nhưng mà ban ngày tôi cặp SpO2 thì ông ấy toàn 99,95%, nhưng mà cứ đến ban đêm thì SpO2 tụt xuống còn có 80, thế là sợ quá gọi ông ấy dậy. Thế là sau khi mà COVID khỏi thì lại đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và gặp các bác sĩ hô hấp để chẩn đoán là tại sao lại bị giảm độ bão hòa oxy máu ban đêm. Hay là cũng cách đây cũng vài năm thì khi mà các đồng nghiệp ở tim mạch ấy thì họ cũng chưa biết nhiều đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy, thì bản thân tôi cũng gặp được cũng nhận được rất là nhiều các cuộc gọi của bác sĩ từ C1 hoặc là Q1, tức là những cái khoa cấp cứu tim mạch, bởi vì là họ có cái phòng mà theo dõi liên tục bệnh nhân trong đêm. Thế thì họ theo dõi và họ thấy rằng là gọi điện thì nói rằng là Thủy ơi, thế tại sao bệnh nhân của tớ mà ban đêm mà SpO2 máu máy độ cái monitor ấy nó báo liên tục là SpO2 máu của bệnh nhân chỉ có 70 thôi. Thế xong rồi tớ chạy ra tớ cấp cứu thì gọi ông ấy dậy thì ông ấy lại SpO2 lại lên 90. Thế thì những cái trường hợp như vậy thì cũng rất là hay mà các cái đồng nghiệp tim mạch người ta đã gửi đến trung tâm hô hấp cho chúng tôi. Và rất là quan trọng là khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta sẽ phải tầm soát cho bệnh nhân bằng PSG tip 1, tip 2 hay tip 3 thì cũng rất là tốt để có thể sàng lọc được những cái bệnh nhân nội trú. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân nội trú nhập viện, chúng ta sẽ có hai nhóm bệnh nhân. Một nhóm bệnh nhân là người ta đã được chẩn đoán là OSA rồi và người ta đã có chỉ định điều trị bằng thông khí áp lực dương rồi. Thì chúng ta sẽ xem là với cái lần nhập viện này, bệnh nhân có các chống chỉ định của điều trị thở máy hay không. Ví dụ như là có những cái chống chỉ định, ví dụ như là bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân có chấn thương sọ mặt, bệnh nhân có nguy cơ hít, hoặc là bệnh nhân có các cái rối loạn về ý thức hoặc là nôn, thì chúng ta không thể cho bệnh nhân thở máy được. Thì khi đó chúng ta có thể lựa chọn các cái phương án khác, ví dụ như là liệu pháp tư thế, bổ sung oxy, hoặc là dùng HFNC với cả cái mức lưu lượng là 20 đến 40 lít. Thế còn nếu những cái bệnh nhân mà của chúng ta chưa được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta sẽ sàng lọc bằng bảng điểm Stopbank và chúng ta chia thành hai cái nhóm đánh giá cái nguy cơ. Nếu mà nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ theo dõi, còn nguy cơ cao thì chúng ta sẽ tiến hành là đo đa ký cho bệnh nhân để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. Và các cái phương pháp điều trị OSA cho những cái bệnh nhân nội trú thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có phương án là có thể là điều trị bằng tư thế. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là điều trị tư thế nó là một cái can thiệp tương đối là đơn giản. Nó cũng giúp làm giảm cái chỉ số ASI, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái mặt hạn chế. Tiếp theo đó là liệu pháp oxy, thì chúng ta lưu ý rằng là oxy ở đây nó chỉ giúp cải thiện cái độ bão hòa oxy máu thôi, còn bản thân cái oxy nó không giúp làm giảm các cái cơn ngừng thở và giảm thở của bệnh nhân. Và lý tưởng nhất là chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp là thông khí áp lực dương, trong đó có CPAP, auto CPAP hoặc là BiPAP, thì tùy theo cái bệnh lý nền của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn các cái phương pháp hỗ trợ khác nhau. HFNC thì một số các cái nghiên cứu người ta đã chứng minh rằng là cũng có thể giảm được cái chỉ số ASI, tuy nhiên là cái hiệu quả của nó thì sẽ không bằng được cái liệu pháp là PAP. Cái khoa đầu tiên mà bệnh nhân đến khám ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà bệnh nhân lựa chọn cái điều trị phù hợp với mình. Và một cái nghiên cứu được tiến hành vào năm 2023 thì thấy rằng là những cái bệnh nhân mà trên gần 1.200 bệnh nhân, thì những cái bệnh nhân mà người ta đến khám ở đầu tiên ở khoa tai mũi họng ấy, thì thông thường người ta lại thích điều trị bằng các cái phương pháp phẫu thuật chỉnh hình hơn là bằng cái liệu pháp CPAP. Thế thì một trong những cái vấn đề rất quan trọng mà chúng ta thấy rằng là cái việc điều trị CPAP cho bệnh nhân thì nó cải thiện rất là nhiều vấn đề cho bệnh nhân nội trú. Cụ thể là ở những cái bệnh nhân tim mạch thì nó giúp làm cải thiện cái chỉ số phân suất tống máu EF cho bệnh nhân. Và ở đây thì người ta chia thành hai nhóm. Một nhóm là bệnh nhân có suy tim và được điều trị bằng thở máy, bệnh nhân có OSA, bệnh nhân được điều trị. Và một nhóm là nhóm chứng, thì người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân thở máy ấy, thì cái chỉ số EF nó tăng được là 3,3% so với nhóm chứng. Và tương tự như vậy thì chỉ sau 48 giờ mà bệnh nhân được điều trị thở máy thì đã làm giảm được cái áp lực động mạch phổi cho bệnh nhân và làm giảm cái tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày. Thế còn với những cái bệnh nhân mà đột quỵ mà bệnh nhân được phát hiện là có hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn thì sao? Thì các cái nghiên cứu người ta cũng đã chứng minh rằng là với những cái bệnh nhân đột quỵ này
chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân sớm và chúng ta cho bệnh nhân điều trị bằng cái CPAP qua đường mũi thì nó sẽ giúp đẩy nhanh cái quá trình phục hồi thần kinh và trì hoãn các cái sự xuất hiện của các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên thì các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là nó không cho thấy cái sự cải thiện về khả năng sống sót hoặc là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là cái việc điều trị OSA với các bệnh lý đồng mắc nó mang lại rất là nhiều các hiệu quả. Với huyết áp, nó cải thiện được 41% các cái báo cáo về huyết áp. Nó là giúp cho cải thiện cái chỉ số HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường. Nó làm cho những cái bệnh nhân tiểu đường ngủ ngon giấc hơn. Rồi với những cái bệnh nhân mà mắc bệnh lý về hô hấp và hen thì người ta cũng thấy rằng nó cải thiện được 54% các cái báo cáo về chức năng hô hấp và làm cho những cái bệnh nhân mà bị bệnh lý hô hấp này cũng ngủ ngon giấc hơn ở vào ban đêm. Tiếp tục là chúng ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà có mất ngủ thì cái việc mà điều trị cái ngừng thở khi ngủ này nó cũng sẽ giúp cho những cái bệnh nhân mà bị mất ngủ sẽ có cái chất lượng giấc ngủ tốt hơn, rồi những cái bệnh nhân bị rối loạn lo âu, trầm cảm thì cũng có cái sự cải thiện trong cái vấn đề mà sức khỏe tinh thần của họ. Và tương tự như vậy đối với cả những cái bệnh nhân mà mắc bệnh tim mạch hoặc là suy tim thì chúng ta thấy rằng là làm giảm được 56% các cái nguy cơ tim mạch và làm giảm gấp 5 lần các cái bệnh lý tim mạch mà gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì đây là một số các cái dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ từ Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai trong những năm vừa qua. Thì ở đây thì các thầy cô và quý vị có thể thấy là ở cái thời điểm mà 6 tháng cuối năm của năm 2019 ấy, thì chúng tôi chỉ tiến hành đo được có 106 ca đo đa ký hô hấp thôi. Và đến năm 2020 thì con số này tăng lên là 271 và 2021 là 351 ca. Tuy nhiên là ở cái thời điểm 2020 và 2021 nó trùng với cả thời điểm dịch COVID, do vậy mà cái số lượng bệnh nhân thì cũng tương đối là hạn chế. Tuy nhiên thì ở năm 2020 thì tại trung tâm hô hấp của chúng tôi thì đã tiến hành đo được là 870 ca đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ và năm 2023 là 937 ca. Thế thì cái số lượng bệnh nhân của chúng tôi là đến từ đâu? Hầu hết thì ở đây thì quý thầy cô và anh các anh chị có thể thấy là có sự nỗ lực rất là lớn của các bác sĩ hô hấp, là chúng tôi đã sàng lọc các cái bệnh nhân mà ở nội trú, nằm điều trị nội trú ở khoa hô hấp. Và bên cạnh đó thì có cái sự tuyên truyền, tức là viết các cái bài và nói các cái bài về hội chứng ngừng thở khi ngủ đăng trên fanpage của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, thì cũng đã có một số lượng lớn các cái bệnh nhân ngoại trú đã đến khám và tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và ở đây thì quý thầy cô các anh chị có thấy là ở những cái thời điểm ban đầu ấy thì cái sự giới thiệu bệnh nhân từ các khoa khác là rất là ít, nhưng mà trong những cái năm gần đây thì cái số lượng bệnh nhân được giới thiệu từ khoa tim mạch, nội tiết, thần kinh và đột quỵ, thậm chí là có cả từ khoa hồi sức nữa thì cũng đã tăng lên rất là nhiều. Và cụ thể là năm 2022 thì các bác sĩ tim mạch đã gửi được cho các bác sĩ hô hấp là 45 ca đo đa ký hô hấp và đo đa ký giấc ngủ. Thì để làm được cái điều này thì cũng là sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo. Ở đây thì là chúng ta thấy hình ảnh của Phó giáo sư Phan Thu Phương đã thường xuyên là nói những cái bài về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trên các cái trang web của trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến cho các bác sĩ ở các cái tuyến cơ sở cũng như là các bác sĩ ở các cái khoa lâm sàng khác. Hoặc là đây là hình ảnh của Phó giáo sư Giáp là đã trực tiếp là đến hội trường giao ban của trung tâm thần kinh đột quỵ để nói về hội chứng ngừng thở khi ngủ, để từ đó giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở nhóm bệnh nhân bệnh lý các cái bệnh lý khác mà bệnh nhân phải nhập viện. Để kết luận cái bài trình bày này thì tôi xin có một số những cái ý như sau. Thế thì hội chứng ngừng thở khi ngủ nói chung hay là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn là một cái tình trạng bệnh lý đi kèm và là nguyên nhân chính phổ biến ở các bệnh nhân nhập viện, nhưng mà chúng ta lại thấy rằng những cái bệnh nhân này thường không được chẩn đoán và điều trị. Cái việc quản lý của cái bệnh OSA đi kèm nó sẽ giúp cải thiện kết quả ở nhóm bệnh nhân nhập viện và nhóm bệnh nhân sau phẫu thuật. Và việc chẩn đoán và quản lý sớm cái bệnh lý ngừng thở khi ngủ sẽ giúp làm giảm các cái biến chứng, làm giảm thời gian nhập viện cũng như là làm giảm các cái sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Việc điều trị nội trú thì sẽ bằng HFNC, bằng CPAP, bằng BiPAP hoặc là AVAP dựa trên các cái tình trạng bệnh cụ thể của bệnh nhân. Và bệnh nhân chính là người được hưởng lợi từ việc sàng lọc khi nhập viện và được quản lý bằng các cái quy trình đã được thiết lập tùy theo từng bệnh viện. Và những cái bệnh nhân có nguy cơ cao sẽ được chuyển đến các cái trung tâm điều trị về giấc ngủ khi xuất viện để có thể tiếp tục theo dõi cho bệnh nhân. Chính vì vậy cho nên là với cái bài trình bày này thì tôi muốn nhấn mạnh rằng cái việc mà tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở nhóm bệnh nhân nội trú là hết sức là quan trọng. Trên đây là bài trình bày của tôi. Xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp ạ.